Hậu vệ tuyển nữ Đức được đề nghị chụp ảnh khỏa thân. Hậu vệ của đội tuyển nữ Đức, Julia Quinn được mời chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy, nhưng đã từ chối vì sợ lời nguyền. Theo Mail Support, Julia Quinn, 24 tuổi, là một trong những cầu thủ xinh đẹp nhất đội tuyển nữ Đức, nhận được đề nghị chụp ảnh khỏa thân trên Playboy phiên bản tiếng Đức. Florian Boytin, ông chủ của tạp chí này chia sẻ, Julia Quinn không chỉ là một vận động viên xuất sắc, mà còn là một cô gái xinh đẹp. Một người cá tính như cô ấy đương nhiên rất thú vị với Playboy. Tuy nhiên, Julia Quinn đã từ chối vì sợ sự xuất hiện trên tạp chí khiêu dâm này sẽ mang đến đen đủi như một lời nguyền. Cụ thể, năm tài năng trẻ của đội U20 nữ Đức là Annika Doppler, Christina Gesak, Ivana Rudelich, Julia Simic và Selina Wagner đều có sự nghiệp đi xuống sau khi nhận lời xuất hiện trên trang bìa Playboy. Chỉ có điều, dù từ chối nhưng Julia Quinn vẫn không tránh được sự đen đủi trước thềm World Cup nữ 2023 khi cô bị gạch tên khỏi giải đấu này vào tháng trước vì chưa bình phục chấn thương dây chằng. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đức Martina Vogt gọi đây là quyết định khó khăn nhất của mình và bày tỏ sự tiếc nuối khi Julia Quinn không thể dự World Cup 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.